ngày 25 tháng 11 năm 2023, tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, đã long trọng diễn ra đại lễ dâng y Katina theo truyền thống Theravada với sự tham dự của nhiều nước. Buổi lễ, dưới sự phối hợp tổ chức của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Tham dự và quang lâm buổi lễ gồm các chư tôn đức đến từ các nước Bangladesh, Ấn Độ, Thái Lan, Australia, Nepal, Sri Lanka, Tây Tạng, Lào, Việt Nam, cùng đại diện đại sứ đặc mệnh toàn quyền của các quốc gia và hàng ngàn Phật tử từ khắp muôn nơi trở về tham dự lễ. Bắt nguồn từ truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đã có từ hàng ngàn năm trước đây, cũng là cơ hội để cho các Phật tử tạo được phước báu hồi hướng đến ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc và các bậc hữu ân đã quá vãng cũng như còn đang hiện tiền. Chư Tôn Đức cùng toàn thể hội chúng trang nghiêm thành kính cử hành nghi lễ, nghi thức đảnh lễ Tam Bảo, lễ dâng hoa cúng dường Tam Bảo và thọ trì quy giới. Chư Tăng và Phật tử tụng kinh Tam Bảo. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, tại gốc Bồ Đề Linh Thiêng mà Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, với những chiếc y vàng, những sứ giả của tình thương đã hòa chung lời nguyện, hoan hỷ, tạo phước lành trong ngày đại lễ dâng y Katina.